Kính thưa các đồng chí, thưa quý vị và các bạn, năm 2021 là năm có nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, cũng là năm chịu nhiều tác động do đại dịch COVID-19, thiên tai, bão lũ gây ra, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, đời sống người dân. Cùng với cả nước, Công an tỉnh Kon Tum cũng gặp nhiều khó khăn thách thức lớn và đây cũng là năm ghi dấu ấn đặc biệt của cán bộ chiến sĩ công an trong toàn tỉnh, nỗ lực vượt qua khó khăn, vừa tham gia phòng chống đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, vừa thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự. Ngay từ đầu năm 2021, Công an tỉnh Kon Tum đã bám sát phương châm hành động, chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả của lực lượng công an để đề ra khẩu hiệu hành động Công an Kon Tum, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm, hiệu quả. Trên lĩnh vực đảm bảo an ninh chính trị, lực lượng công an trong tỉnh đã chủ động nắm chắc tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, góp phần giữ vững an ninh chính trị, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện quan trọng, trọng tâm là bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 đến 2026, các buổi tiếp xúc cử tri. Đáng chú ý, phát hiện 04 vụ trên 18 đối tượng nhập cảnh trái phép vào địa bàn tỉnh và đã xử lý vi phạm hành chính, trao trả về nước 02 vụ trên 15 đối tượng người Trung Quốc, khởi tố 02 vụ trên 03 đối tượng về hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép, đặc biệt đã tập trung phát hiện, thu thập tài liệu, chứng cứ và kiến nghị xử lý đối với 100% đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật trong các vụ tranh chấp, khiếu kiện, các tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố được tiếp nhận. Giải quyết triệt để 100% vụ việc có dấu hiệu vi phạm, đủ căn cứ đều được khởi tố để điều tra đúng quy định. Năm 2021, tình hình tội phạm vi phạm pháp luật diễn biến rất phức tạp, đặc biệt là các cái vụ án giết người xảy ra trong nhân xã hội. Trong số đó đáng chú ý có một số các cái vụ án giết người, đối tượng thực hiện tội phạm lại là ở cái lứa tuổi vị thanh niên. Qua công tác điều tra cho thấy nguyên nhân chủ yếu xảy ra các cái vụ giết người này là do phát sinh mâu thuẫn trong lúc uống rượu, rồi ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận thanh thiếu niên còn hạn chế, dễ bị kích động dẫn đến thực hiện các hành vi nguy hiểm cho xã hội, cộng với cái sự giáo dục của gia đình chưa được coi trọng. Thế thì địa bàn xảy ra chủ yếu là ở các cái vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trong công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội, lực lượng công an các cấp đã triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ, phòng ngừa xã hội, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động. Qua đó, nhân dân tự giác đến giao nộp cho lực lượng chức năng hơn 1.300 vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ các loại. Đồng thời, qua công tác tuần tra, lực lượng chức năng phát hiện 10 vụ trên 11 đối tượng vi phạm quy định về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Phát hiện 14 vụ trên 24 đối tượng có hành vi tàng trữ, mua bán, vận chuyển, sử dụng trái phép pháo, góp phần kiềm giảm các vụ việc phức tạp xảy ra, giữ vững an ninh trật tự ở địa phương. Một trong những mặt công tác nổi bật trong năm của Công an tỉnh Kon Tum đó là thực hiện hai dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án sản xuất cấp quản lý căn cước công dân. Theo đó, các đơn vị chức năng đã cập nhật, chỉnh sửa, rà soát 100% dữ liệu dự án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, thông báo số định danh cá nhân đạt 125% chỉ tiêu, thu nhận được 334.599 hồ sơ đề nghị cấp căn cước công dân, đạt 95,3% so với chỉ tiêu Bộ Công an giao, cấp phát 255.979 thẻ căn cước công dân, đạt 76,5% trên tổng số hồ sơ đã thu nhận. Năm 2021, khi dịch COVID-19 bùng phát, Công an tỉnh Kon Tum là một trong những lực lượng ở tuyến đầu đã phối hợp cùng với lực lượng y tế, quân sự, các tổ COVID-19 cộng đồng, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách, ngày đêm bám chốt, không những làm lá chắn thép trong phòng chống truy vết dịch bệnh, mà còn là thanh bảo kiếm, giữ vững ổn định, an ninh, trật tự trên địa bàn. Cán bộ chiến sĩ tổ chức đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng trường hợp để kịp thời nắm tình hình người từ các vùng dịch về địa bàn. Đồng thời phối hợp tổ chức điều tra, truy vết, khoanh vùng dập nhiều ổ dịch trong cộng đồng,
tổ chức đón tiếp nhận phân loại cách ly và kiểm soát gần 234.000 phương tiện với gần 713.000 người ra vào địa bàn tỉnh. Dẫn hàng trăm đoàn với hàng chục nghìn người dân tự phát đi xe máy từ các tỉnh phía Nam về quê tránh dịch đi qua địa phận tỉnh Kon Tum đảm bảo an toàn. Khi những mối đe dọa, những thách thức từ những dịch bệnh, thiên tai, lũ lụt hay những thảm họa cháy nổ thì ngày càng có diễn biến phức tạp. Thì chính vì thế thì chúng tôi luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm và sẵn sàng chiến đấu mọi lúc, mọi nơi để nhanh chóng hoàn thành tốt các nhiệm vụ, để kịp thời cứu những cái còn trong cái mất, qua đó để bảo vệ tính mạng và tài sản của nhà nước, của nhân dân, góp phần vào sự thành công của công cuộc bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, 100% cán bộ chiến sĩ tích cực tham gia quyên góp, hỗ trợ nhu yếu phẩm, trang thiết bị y tế cho lực lượng tuyến đầu tham gia công tác phòng chống dịch COVID-19 với số tiền gần 2 tỷ đồng, quyên góp ủng hộ hơn 600 triệu đồng vào quỹ vaccine phòng chống COVID-19. Bên cạnh đó, hưởng ứng chương trình tiêu thụ nông sản san sẻ yêu thương chung tay vượt qua đại dịch COVID-19, cán bộ chiến sĩ công an tỉnh đã hỗ trợ tiêu thụ 5,7 tấn vải thiều Bắc Giang, 2,6 tạ nhãn Đồng Tháp với tổng số tiền hơn 150 triệu đồng, hỗ trợ hàng tấn thịt, rau, củ, quả để gửi đến nhân dân các tỉnh phía Nam và hai trường Đại học An ninh Nhân dân và Cảnh sát Nhân dân, tổ chức 60 đợt thăm hỏi, trao quà hỗ trợ động viên lực lượng tuyến đầu chống dịch, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, trẻ mồ côi và tặng 20 máy tính cho các em học sinh nghèo chưa có điều kiện học trực tuyến với tổng kinh phí hơn 2 tỷ đồng cùng nhiều hoạt động thiết thực khác. Với những kết quả đạt được, năm 2021, Công an tỉnh vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng 3 cho 12 cá nhân, Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho 2 tập thể, 2 cá nhân. Hàng trăm lượt tập thể, cá nhân đã được Bộ Công an, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh tặng cờ thi đua, bằng khen, giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trên các mặt công tác, phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc. Sắp tới sẽ là khảo sát trước và sẽ ban hành cái cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trong cái dịp Tết Nguyên đán này. Và đối với trước cái tình hình dịch như thế này thì sẽ phát sinh nhiều cái loại tội phạm, và chúng tôi là đã đưa lên các cái trang thông tin đại chúng cũng như là cái trang Zalo của Công an thành phố về cái phương thức thủ đoạn hoạt động của các cái loại tội phạm trong cái tình hình dịch, và tăng cường cán bộ chiến sĩ để thực hiện tốt công tác phòng ngừa, nghiệp vụ cũng như là phối hợp tốt với các cơ quan ban ngành đoàn thể để mà thực hiện vận động quần chúng nhân dân rồi trong công tác phòng ngừa xã hội. Trong năm 2022, mỗi cán bộ chiến sĩ công an tỉnh sẵn sàng ra sức thi đua học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân, nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mà cấp ủy chính quyền giao phó, xứng đáng với lòng tin yêu của Đảng, Bộ và nhân dân tỉnh Kon Tum.